Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Người Ấy Là Ai. Hey! Quý vị và các bạn thân mến, Người Ấy Là Ai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với DID TV thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chúng tôi rất cảm ơn siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn đã tài trợ chương trình này. Năm chàng trai hoàn hảo đều khẳng định tôi là người độc thân. Nhưng trong số họ, ai là người đã có chủ, còn độc thân hay thuộc giới tính thứ ba? Chào em, là George Martinez, anh đến từ Tây Ban Nha. Anh sinh ra và lớn lên tại Đức. Anh mới về Việt Nam được 4 tháng. Anh dành hết tuổi trẻ của mình để đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Đến với anh thì em không cần hỏi câu anh đang ở đâu đấy anh. Của anh đang quản lý một quán bar tại Sài Gòn. Liệu vẻ đẹp của những nam thần này có đánh lừa được mọi suy đoán? Trời ơi, cái chương trình gì đâu mà không ngửi ra cái màu tím luôn á. Có khi nào không có luôn không anh? Có em. Số đặc biệt không biết có. Biết đâu số đặc biệt không có. Ủa sao? Để em cho mọi người biết là cái cảm giác của em nó đúng đến mức nào. Anh có gia đình rồi. Mà em đáng lưu, anh có con gái luôn rồi đó. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt với các bạn, tôi xin thề là tôi bây giờ cũng chưa được ban tổ chức tiết lộ là cô gái của chương trình là ai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với ban cố vấn ở tập đặc biệt này nhé. Và trong chương trình ở số đặc biệt hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ban cố vấn chất như quả gất. Xin giới thiệu một giọng ca nội lực truyền cảm, ca sĩ Thu Phương. MC quốc dân Đại Nghĩa. Ca sĩ đáng yêu nhí nhảnh như Pokemon, Mille. Nam vương showbiz Việt. Nam vương showbiz Việt. Anh Đức. Và PP Trần. Cái gì cũng nói được. Hôm nay có vẻ là một cái số đặc biệt nè. Mọi người có vẻ là rất là chỉnh chu, rất là đẹp đẽ. Trong suốt một năm vừa qua thì quý vị đã theo dõi rất là nhiều số của Người Ấy Là Ai. Và chúng tôi phải cảm ơn quý vị khán giả truyền hình rất là nhiều. Bởi vì khán giả đã đóng góp rất nhiều những ý kiến cho chương trình. Và sau cái đợt ghi hình đầu tiên thì có quá nhiều những hot boy mọi miền đất nước Việt Nam đăng ký làm thí sinh của chúng tôi. Phải nói thật sự là cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đặc biệt hơn hết là có rất nhiều những bạn ở thế giới thứ ba cũng bắt đầu thấy chương trình có ý nghĩa và cũng muốn tham gia để cho mọi người hiểu rõ hơn và thông cảm hơn với cộng đồng của họ. Chào đón chị Thu Phương đến với chương trình lần đầu tiên. Không biết là chị có theo dõi chương trình hay không và chị nghĩ sao về chương trình này ạ? Phải nói rằng là Phương rất bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia chương trình này. Ngay lập tức là Phương phải tìm hiểu và xem hết tất cả các tập là như thế nào và diễn biến ra làm sao. Phải nói là hấp dẫn và có rất là nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ và mình cũng nhìn nhận lại rất là nhiều những vấn đề xã hội. Thế cho nên là khi mà có mặt ở đây và thấy không khí ở đây và những người ngồi cùng mình ấy thì Phương cảm thấy là wow, chắc chắn ngày quay hình sẽ để lại ấn tượng với mình. Dạ vâng, chính xác. Tại vì cái dàn khách mời lần này là cái dàn tuyển rồi đó quý vị. Quý vị thấy không là hôm nay không có một mái tóc dài nào hết. Hôm nay chúng tôi là có năm... Có mà búi lên rồi. Chúng tôi không tính lão bà thưa quý vị. Ủa, ready to rumble. Có, chào anh. Em có ngồi đây hả? Dạ có, trên đây giờ em ngồi đây mà. Ồ vậy hả? Hôm nay em biết là số đặc biệt. Có 4 người ở đây. Em cũng bỡ ngỡ, em nói, ủa sao tại sao lại có 5 người? Bây giờ em mới hiểu đặc biệt ở đâu. Đó chính là hôm nay em sẽ làm nữ chính. Hôm nay em sẽ làm nữ chính. Hôm nay em sẽ làm nữ chính. Ôi. Trời đất ơi, sang cảnh gì luôn á hả? Em gan ghê luôn á. Ôi sao qua nhiều tập mà em vẫn em vẫn ơi, có một điều anh muốn nói vậy nè. Hôm nay tự nhiên anh thấy bất ngờ là có năm cố vấn ở đây lận. Nó hình như hơi dư dư. Đang xin để anh lên trên kia để anh làm cái dàn cực phẩm. Bậy bậy. Cái gì? Đức là cực phẩm hả? Cực nó có hai cái thái cực khác nhau. Bạn mà là một sản phẩm vô cực luôn. Vô hả? Cực. Trời ơi Đức ơi, nãy giờ anh ái mộ em lắm. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay em có cái mái tóc đẹp quá, đúng không?
nhờ cái bàn tay trau chuốt của bộ phận make up hóa trang hơn 3 tiếng đồng hồ cho không em anh à, không. Rồi sau đó em phải nói nhúng tay vô 45 phút nữa. Em có cái diện mạo như thế này anh đang ái mộ em quá mà đó. Trời ơi, đừng có làm cho anh tuột mút đứa ơi. Quý ông Bèo ơi, dạ. Xin anh kiềm chế cái tính này lại, dạ vâng. Không biết sao tự nhiên bận cái áo này vô cái muốn quào thì ghê luôn á. Anh phải kiềm chế lại anh, tại anh đừng có tổn thương tới nam thần của tụi em. À vậy hả? Tại vì bất cứ lúc nào một chàng trai nào bị tổn thương ở trên đó thì đây sẽ là cái người thay thế thưa anh. Bảy thằng ơi, anh Phan em, anh xin em, anh quỳ xuống lại em luôn cũng được. Đừng bao giờ cho đứng lên trên đó nữa nghe. Em chỉ đùa thôi và em nói thiệt á, em không bao giờ muốn đứng lên chỗ đó đâu. Mặc dù em đã từng đứng một lần. Em đứng làm gì trời anh? Đã một lần ứng cử viên mà. Mà không ai chọn hết anh. Ngoài kia đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Em nghĩ là em đã nhận ra được một cái điều gì đó làm cho em hạnh phúc cho đến bây giờ, cảm xúc vẫn còn lâng lâng. Anh à, anh là người cho anh Đức hy vọng. Tiếng anh cho ổng lên cho anh chi, rồi để bây giờ anh thấy không? Nhưng mà hôm nay Đức đẹp trai mà, đúng không quý vị thấy đúng không? Cười cái coi. Đó. À. Ê, cái chỗ này nè, xin chương trình nó ghi hình vô cái chỗ hàm răng lóe sáng nữa kia. Trời ơi. Anh vậy mà. Thì đâu có nói gì đâu. Anh vậy mà anh nói. Chúng ta được có những nụ cười tỏa nắng. Ok. Hai hàm răng sứ tuyệt vời của chương trình. Xin cảm ơn. Ủa Miêu, có em luôn hả Miêu? Có không? Tự nhiên nó tới hàm răng sứ. Tự nhiên hàm răng sứ cười liền ha. Miêu. Dạ. Dạo này gọn hen. Được hết. Tết nhất là chắc là dạo này là em vui hả? Em vui đang vui hả? À? Cuộc sống đang vui hả? Em cho em mấy cái cần nghe. Vi lai, là vi lai, là vi lai anh. Giống như chặt khối vậy đó. Dạo này Miêu có bồ chưa? Ok, em có cần... Có được... anh. Trời ơi. Một số nào đó để trở thành một nhân vật nữ chính. Dạ không, em tin trước rồi. Hôm nay em biết là em sẽ được tham gia với các anh chị kiểu mà rất là kiểu hoạt ngôn á. Em chọn cho mình một cái style là lặng im và quan sát và em sẽ chọn riêng cho em. Okay. Chọn riêng luôn. Xin lỗi anh, nếu như trong hôm nay mà em có hơi phân tâm tại vì em không tập trung lắm vào chương trình á. Anh biết là em sẽ không tập trung, chắc chắn sẽ là như vậy. Không sao, em có được quyền chọn riêng, còn người ta có chọn em không hay là chuyện của người ta, em hiểu không? Đó là một chuyện khác nữa. Okay. Và ngày hôm nay với năm vị khách mời rất là đặc biệt như thế này, chúng tôi hy vọng rằng là sẽ tìm được chân mệnh thiên tử cho cô gái may mắn được ở một cái số đặc biệt như vậy. Mời quý vị cùng chào đón nhân vật nữ chính của chương trình đặc biệt hôm nay. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Người ấy là ai? Mời quý vị cùng chào đón nhân vật nữ chính của chương trình đặc biệt hôm nay. Không lẽ Hương Giang lại đi nhận show vào một cái dịp đặc biệt như thế này để bỏ tụi tôi hay sao? Thực sự cuộc đời em chưa làm một cái điều gì mà nó lén lút như thế này cả. Giấu giếm đi ra đằng sau cánh gà. Cả cái việc em giấu giếm, em đăng ký để được ngồi vào cái vị trí này. Bỏ rơi người bạn đồng anh hành của em. Anh đã thấy được ngay từ những số đầu tiên rồi Hương Giang à. Trời ơi. Em dệt mộng yêu đương ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Mùa thu Paris đó ta dệt mộng tình si hả em? Mọi người cũng biết là chương trình này là em và anh Thành đồng hành với nhau trong suốt tất cả các số. Nhưng mà thực sự là mọi người cũng phải hiểu cho tâm trạng của em. Một người độc thân đã lâu và khi mà mình ngồi ở cái vị trí mà chỉ có thể ngửi chứ không thể làm gì hết. Nó rất là nao núng và thực sự là nó tra tấn mình suốt 12 tuần qua. Tại vì em nghĩ rằng là tuổi trẻ nó chỉ đến một lần thôi và không phải lúc nào mình cũng có cái cơ hội. Và em đã bỏ lỡ rất nhiều chàng trai ở đây rồi. Có nghĩa bây giờ em đã đăng ký là người đầu tiên xóa ế giảm nghèo đúng không?
Em nghĩ như thế này, Hương Giang được quyền yêu thương như bao cô gái khác. Đúng. Chúng ta phải trân trọng, nâng niu Hương Giang. Anh ơi, tại sao một cô gái đẹp, giỏi, xinh đẹp như thế này mà tới giờ này vẫn ế? Không, ý là vẫn chưa có tình yêu, chúng ta phải ủng hộ cho cô ta. Thật sự em rất là ủng hộ. Tại vì ngồi với Giang bao nhiêu số bình phẩm và cố vấn, em hiểu được cái nỗi khát khao của Giang. Và ngày hôm nay quý vị sẽ thấy Hương Giang sẽ ngồi không được nói. Không được nói. Nó cũng là nỗi tra tấn. Chắc gì Thành ơi, ai nổi đó chứ Hương Giang Lạnh không tin cái chuyện đó rồi đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì phải đặc biệt cảm ơn chương trình đã mời cho em một dàn ban cố vấn. Thứ nhất là có kinh nghiệm, thứ hai là Hậu đã tiếp xúc với em và hiểu về em. Cũng có gu chọn đàn ông nữa. Bản thân em ngồi đây và chọn nhầm rất là nhiều. Em muốn ngày hôm nay em thực sự là chọn đúng người. Mọi người đừng đưa cho em những cái màu sắc lạ nhá. Coi như bây giờ là em là cái nhận thức của em nó kém đi. Okay. Mình không có phân biệt được đi. Không biết gì cả. Em không phải là lưu hoàng của em, không đâu LGBT nữa. Okay. Nhưng mà em lo quá anh ơi. Bây giờ trong đây 5 người, em cảm thấy hiện nay tạm thời em tin vào sự tư vấn của ai nhiều nhất? Nếu mà xem trên phương diện như vậy là em tin nhất là vào chị Thu Phương rồi. Tại vì chị... Thứ nhất là chị có kinh nghiệm nhìn người... Là nhìn việc, nhìn tất cả mọi thứ. Em tin là với cái bề dày về sự từng trải của chị sẽ đưa ra quyết định đúng nhất. Còn về kinh nghiệm mình đã từng ngồi cùng các cố vấn thì anh Đức cũng là một người khá là đưa ra nhiều đáp án đúng. Anh đã từng đề nghị là em phải là nhân vật nữ chính, cho nên hôm nay anh sẽ cố gắng hết sức để hiểu được cái gu của em đúng như những gì mà bữa giờ hai đứa mình có cảm nhận về nhau. Còn BB thì chắc chắn là không thể tin được. Tại vì thường là muốn mọi người màu tím để thuộc về mình. Miu thì quá dễ thương rồi, nhưng mà không biết kinh nghiệm tình trường ra sao. Em ok lắm nha. Hồi nãy Miu đã từng nói là hôm nay ngồi để me luôn cho mình nữa. Em ơi, anh nói em nghe nha, hai con người này không phải là bạn đâu. Có nghĩa là hôm nay là lọt sàn sẽ xuống nia nha. Không, nhưng mà Huy đã coi một cái số Giang chọn á, và Giang kêu là gu của Giang á, thì Miu nhìn người đó không phải gu Miu, cho nên là à, mình không khác gu đúng khác. Không? Nhưng mà người quan trọng nhất là một người có bề dày, kinh nghiệm và vượt qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống là anh Đại Nghĩa. Nhưng mà em không tin vì anh ấy không có kinh nghiệm gì hết. Em ơi, anh Đại Nghĩa ngày hôm nay vẫn ngồi gãi đàn tì bà một mình trong căn phòng cô đơn đó quý vị. Nha, anh tôi nói được cái tin ổng gì trơn nha. Mặc áo beo cho vui và ngồi cho vui vậy thôi nha. Em vậy thì chị thông báo với em một tin rất là buồn, là những gì em suy nghĩ từ nãy đến giờ có thể vẫn sẽ sai như thường. Vì sao? Thấy chị như vậy mà cũng không phải vậy. Em thấy chị đâu có một chút gì gọi là một người phụ nữ mà trông có vẻ là chuẩn mực gì đâu. Không, thậm chí chị lại rất là giống tiêu chí của chương trình này. Thấy vậy mà không phải vậy. Không sao chị, em nghĩ Hương Giang hợp với chị, tại vì gu cá tính giống nhau, cái style chất à. Hy vọng hôm nay những chàng trai đến với em sẽ là chàng trai phù hợp. Em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em rất sẵn sàng. Welcome. Và bây giờ như thường lệ, để những chàng trai biết được cô gái mình sẽ hẹn hò sắp tới là ai, mời quý vị cùng theo dõi clip của Hương Giang nhé. Nhưng mà hôm nay tình chị duyên em, vâng, chiếc ghế này dành cho hai chúng ta, có hai cách nào hai người không? Chỉ vì chị em, chỉ vì hy sinh gu của chị. Ngay câu chuyện này xong mà phần nữ nhi ế ẩm như em cảm thấy thật là không xứng đáng ở đây nữa. Tại sao ngày xưa anh không nói với em về cái nguồn gốc của gia đình anh? Em cũng là nguồn cảm hứng cho anh chụp hình được vậy. Đời em chưa bao giờ được ai nói những câu ngôn tình như thế trong cuộc đời. Hay là có phải là người ta nói những bằng cái tiếng thế giới em không biết đâu. Đó. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Chắc là mọi người rất là bất ngờ ngày hôm nay tại sao Hương Giang lại không có mặt ở trên ghế của một ban cố vấn đúng không? Mà lại xuất hiện trong cái clip này. Bởi vì sắp tới đây thì Giang sẽ bước tới chiếc ghế mà Giang rất là mong chờ. Đã rất là lâu rồi Giang không có cái cảm xúc rung động, không có cái cảm xúc và hồi hộp khi đứng trước những chàng trai độc thân. Cho nên ngày hôm nay Giang ngồi ở đây cũng rất là nghiêm túc, chứ hoàn toàn không phải là để khiến cho show thú vị hơn hay bất kỳ một điều gì khác cả. Và thứ hai nữa là Giang tin chắc rằng là quý vị khán giả hay bất kỳ một ban cố vấn, một khách mời nào xung quanh Hương Giang thì đều mong muốn rằng Giang có thể tìm được cái hạnh phúc thực sự của mình.
một người đàn ông mà phù hợp với Hương Giang thì mọi người cũng biết là Đoan Giang thì là một người rất là nhạy cảm, cho nên là một chàng trai có thể hiểu được Hương Giang thì chắc chắn cũng phải là một chàng trai trung thủy và ấm áp. Thì không biết là năm chàng trai ở đây thì có ai có hay không, mọi người cùng giúp Hương Giang nhé. Tôi phải dành một câu khen ngợi cho ban biên tập của chương trình, sắp xếp mọi thứ rất là tuyệt vời. Cái bài hát Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh của Hương Giang cất lên bởi chính cái hoàn cảnh của cái người thể hiện ca khúc đó. Hồi nãy anh có một tí xúc động đó Giang à, tại vì anh biết là rất lâu rồi em chưa có cảm giác yêu trở lại, đúng không? Thực sự vì giờ chia sẻ cái này là nghiêm túc, vì sao mình ngồi ở đây, tại vì mọi người cũng biết đó, các cô gái đến với chương trình này đại diện cho rất nhiều những cái số phận khác nhau. Cô thì người yêu sau khi thiền về không còn quan tâm tình yêu nữa, còn cô thì bị phản bội. Mà Giang nghĩ là Giang cũng là một đại diện của những cái người có vấn đề trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm. Mà Giang muốn là mình sẽ ngồi đây để cho mọi người tin tưởng rằng là luôn luôn có cơ hội cho tất cả mọi người, kể cả những người giống như Hương Giang nữa. Nhưng mà sao cái clip này nó có hơi phong thủy không anh? Là tất cả những cái chàng trai xuất hiện trong clip thì hầu hết là đã có chủ hoặc là giới tính thứ ba. Cái nhạc vang lên cũng là nhạc buồn nữa. Anh thì anh nghĩ thế này nè Giang à, bây giờ em cũng khoan vội là suy nghĩ là có chủ hay không có chủ, thì anh nghĩ rằng là trước tiên là em có gặp được cái người đúng với cái tần số của em hay không. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi nè, thế là bao nhiêu lâu rồi không có yêu nè? Cũng rất là lâu rồi, thèm một cái cảm giác được hẹn hò xem thử nó như thế nào. Nhưng mà cho anh hỏi là khi họ đến với em á, có một cái điều gì mà họ phải e ngại không? Em nổi tiếng quá hay là một cái vấn đề gì đó mà cho tới giờ em vẫn alone? Có chứ. Thực sự thì mọi người sẽ nghĩ rằng là Hương Giang rất là nổi tiếng này, có thể là hoa hậu này hay là mọi thứ. Nhưng mà Giang nghĩ rằng là với những người như Giang thì ngồi đây mình khuyên mọi người rằng là hãy tin tưởng vào tình yêu. Nhưng mà bản thân mình thì cũng không tin tưởng tuyệt đối vào cái chuyện đấy. Ngay bản thân em có những lúc nghi ngờ là liệu có thực sự có cái tình yêu nào đấy cho em ơi, những người giống nhưng mà mình một không? Khi chúng ta cứ nghi ngờ về tình yêu như vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm được cho mình một tình yêu thật sự hả em? Bởi vì khi em nghi ngờ như thế, em gặp một người nào thì sẽ luôn có một cái cảm giác đề phòng, dè chừng và thậm chí là đối phó với họ. Thì làm sao mình có thể mình trải lòng hết của mình ra với họ được để mà mình đón nhận một cái điều gì mới mẻ cho cuộc đời của mình? Tại đúng là lý do mà hôm nay em đăng ký, bởi vì em muốn biết là cái cảm giác hồi hộp chờ đợi một chàng trai mới bước vào cuộc đời mình như thế nào. Khi mà em ngồi vị trí này và ngồi rất gần những cô gái ở đây, em biết rằng là họ rung động thật. Và cái cảm xúc ấy rất là lâu rồi mình không có. Vậy hôm nay em hứa với anh là em ngây thơ nhé. Dạ có chứ. Cho nên là chị nghĩ là cái đó cũng là một trong những cái khó của em. Chị cho rằng em là một người có tương đối nhiều kinh nghiệm, bởi vì là chị thấy em tham gia rất là nhiều các chương trình. Chị thấy em là người thông minh nữa và em có rất là nhiều kiến thức. Và em đã từng ngồi đây, em cũng đã đưa ra lời khuyên rất là nhiều. Thành ra nếu với em là một vị trí người chơi hôm nay ấy, thì chị quả thật là chị thấy là rất là khó khăn cho em. Khó. Bởi vì nó sẽ bị lẫn lộn, nó sẽ bị ảnh hưởng. Không, nhưng mà tôi tin đó. Hương Giang, tôi tin là cô ấy ngày hôm nay sẽ ngây thơ nhất có thể để biến mình trở thành một cô gái được người ta tư vấn thật sự. Không đúng, có chứ. Mình đã đặt mình vào vị trí này là mình phải tin là mình thực sự là làm được rồi. Mình có đủ mong muốn và khát khao đúng không? Dạ đúng. Chúc chị. Em may mắn.